cần phải chế tạo một chiếc lốp thật tốt. Chúng ta phải làm một chiếc lốp từ thép có kết cấu đặc biệt bằng một công nghệ tiên tiến nhất. Đây sẽ là một dòng lốp thực sự phù hợp. Sản phẩm lốp ô tô toàn thép này chắc chắn sẽ mang đến cho bạn nhiều thuận lợi, an toàn và hiệu quả, vì nó là kết tinh của trí tuệ và tâm huyết. Lốp ô tô toàn thép Kasumina Radiant, khởi đầu chuyển động. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Xe và Phong Cách. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay sẽ xuất hiện một chiếc xe sport bike trong phân khúc 300 phân khối, được ra mắt lần đầu vào năm 2012 và bán rộng rãi tại châu Âu, Bắc Mỹ và Australia. Có thể coi đây là chiếc xe cạnh tranh trực tiếp với R3 của Yamaha. Không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về chiếc xe này cùng với chủ nhân của nó. Ninja 300 là mẫu xe thể thao cỡ nhỏ được nhập khẩu về Việt Nam từ khoảng giữa năm 2015. Mẫu xe này được giảm giá 2 lần nhằm cạnh tranh với những dòng sport bike như KTM RC390 hay mẫu xe mới xuất hiện tại Việt Nam Yamaha R3. Hiện nay, phiên bản xe Kawasaki Ninja 300 ABS 2016 được bán với giá 169 triệu đồng. Về ngoại hình cũng như thông số kỹ thuật, Kawasaki Ninja 300 ABS 2016 không có sự khác biệt so với mẫu cũ. Ninja 300 là mẫu xe thể thao lần đầu ra mắt vào năm 2012, được bán rộng rãi tại châu Âu, Bắc Mỹ và Australia. Xin chào Tuân. Chào bạn. Xin chào, tôi là Hoàng Tuân, chủ nhân của chiếc Ninja 300. Xin chào Tuân. Đầu tiên phải nói là bạn nhìn rất là trẻ. Thế là Tuân thì có phải là một fan của Ninja không? Bởi vì tôi thấy là bạn đang sở hữu chiếc Ninja 300 này. Em là fan của dòng Sportbike nói chung và đặc biệt là dòng Ninja ở Kawasaki này anh ạ. Bạn khá là trẻ thì không biết là bạn chơi xe được lâu chưa? Em mới chơi xe được khoảng tầm 4 tháng thôi. 4 tháng, tức là một khoảng thời gian không phải là dài. Dạ vâng. Và đây là chiếc xe đầu tiên của bạn hay là trước đấy bạn đã đi những chiếc xe nào rồi? Chiếc Ninja này là chiếc xe đầu tiên của tôi. Ngoài ra thì tôi còn được trải nghiệm thử với Z800 và Ducati 696. Tôi thân mến, tôi thấy là những người mới chơi họ hay bắt đầu với những chiếc xe côn tay với phân khúc nhỏ hơn. Tại sao bạn lại lựa chọn ở cái phân khúc 300 với dòng xe Ninja? Có thể nói đây là Ninja 300 nhưng thực sự sức mạnh của nó cũng không quá có gì gọi là vượt trội. Đi nó rất là hiền lành mà cũng dễ kiểm soát. Nên là việc khởi đầu với Ninja 300 là một sự lựa chọn đúng đắn. Chiếc xe đầu tiên bạn sở hữu hẳn là phải có lý do rồi đấy mà bạn lại lựa chọn nó. Với tôi thì Ninja 300 nó nhỏ gọn, dễ sử dụng, phù hợp với cái nhu cầu sử dụng hàng ngày của tôi. Và thứ hai nữa là nó cũng giá thành hợp lý. Thế còn về sức mạnh của nó cũng như là cái tính ứng dụng thì sao? Chiếc xe Ninja 300 là chiếc xe động cơ hai máy. Thế nên là so với các xe khác thì nó có chút bốc hơn một tí. Nhưng mà việc đi trong phố thì cũng không việc gì phải quá kiểm soát nó cả. Cứ đi đúng với sức mạnh thì cũng thấy thoải mái. Trên chiếc xe Ninja này thì có những cái chi tiết hay là bộ phận nào mà để cho bạn thấy ưng ý và thích nhất? Trên chiếc xe này thì ấn tượng đầu tiên của em chính là phanh ABS. Phanh ABS trước và sau đi rất là an toàn. Nên thứ hai là nhìn vóc dáng của Ninja nó rất là mạnh mẽ. Còn về những chi tiết khác, ví dụ tôi thấy là nhiều biker họ hay để ý đến cái phần đầu của xe, xem là có cái phù hợp với vóc dáng ngồi của họ này, rồi sử dụng trên những cái cung đường. Việc quan sát thì ra, việc quan sát đối với xe này khá là dễ vì tay lái cao, không tạo cho bạn cảm giác mỏi khi như đi sport dòng cao hơn ấy, khiến cho bạn ngồi đi trong phố rất là thoải mái. Ngoài những cái chi tiết nguyên bản của nhà sản xuất ra thì có cái phần nào bạn thêm vào hay là thay thế để tăng thẩm mỹ rồi sức mạnh hay là an toàn cho xe không? Ngoài đồ zin lắp trên xe thì tôi có thêm chống đổ cho thân đây đây, cùng với bộ xi nhan tích hợp lắp ở đuôi. Xi nhan tích hợp là như thế nào ạ? Xi nhan tích hợp là bạn bỏ đi hai cái xi nhan cồng kềnh hai bên này đi và bạn tích hợp nó lên đèn hậu chiếu hậu luôn, nhìn nó gọn gàng. Và cuối cùng chính là cặp bô Austin Racing của tôi. Chiếc bô này khá là nhỏ gọn thì không biết là ưu điểm hay là âm thanh của nó như thế nào? Cặp bô của tôi nhỏ gọn vì nó nhỏ và nó ngắn như này nên âm thanh nó phát ra rất là to và đanh, rất là uy lực. Một chiếc bô ồn ào như vậy thì sẽ gây khó chịu cho những người xung quanh, nhưng mà tại sao bạn lại vẫn lắp nó?
Bởi vì là nó thứ nhất là nó gây sự kích thích cho người điều khiển cái xe, thứ hai là nó phần nào đấy khiến cho xe cảm giác nó uy lực hơn. Nhiều người họ có ý kiến là về phần yên ngồi của xe thì có vẻ là có cảm giác bị trượt về phía trước, khiến cho tư thế ngồi không ổn định và dễ mỏi. Thì bạn có thấy nó đúng không? Trên yên của Ninja 300 này bạn có thể nhìn thấy nó thiết kế không quá dốc, nên là việc ngồi nó rất là thoải mái, cũng như là yên nó cũng không quá cao để bạn phải chống chân. Nên là với tôi thì tôi cũng không cảm nhận được cái độ trượt nó quá là lớn để có thể cảm giác thấy bị mất kiểm soát. Còn về yên sau thì tôi có công nhận là yên sau rất là dốc. Với việc đi trong phố ngồi thẳng lưng thì cũng không vấn đề gì, nhưng khi bạn đi ra ngoài đường trường thì ngồi sẽ rất là mỏi. Thoải mái, dễ dàng và phù hợp, đấy là cảm giác của bạn. Còn với cá nhân Quang Đạo thì tôi cũng rất là muốn thử một lần xem là tính ứng dụng thực tế điều khiển ở trên đường thì như thế nào. Bạn có sẵn lòng không? Ok, xin mời bạn. Ninja 300 mang trong mình khối động cơ 296 phân khối, hai xi lanh song song, công suất tối đa đạt 39 mã lực tại 11.000 vòng trên phút. Bộ tem mới có thiết kế đơn giản, phòng theo hình tượng mũi tên lao về phía trước. Đèn xi nhan vẫn được bố trí bên yếm, chiếu sáng bằng bóng halogen. Xe được trang bị đĩa phanh đơn, đường kính 290mm phía trước và 220mm phía sau, kết hợp với ABS tiêu chuẩn. Ninja 300 có thể dừng từ vận tốc 97km/h trong khoảng cách từ 38 đến 44,1m. Bảng đồng hồ trung tâm kết hợp analog và LCD hiển thị đầy đủ các thông số về vòng tua máy, vận tốc hay các đèn hiệu, lượng xăng còn lại. Ống xả lớn bọc thép không gỉ, xe sử dụng gấp đôi bằng thép ống. Ninja 300 tiêu thụ khoảng 3,4 lít xăng trên 100km. Đây là mức khá tiết kiệm so với một chiếc xe 300 phân khối. Thưa quý vị và các bạn, Quang Đạo vừa được trải nghiệm chiếc xe Ninja 300 mà bạn Tuân mang đến chương trình ngày hôm nay. Nhận xét về chiếc xe này thì đây là một chiếc xe khá là phù hợp với người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng. Về trọng lượng xe thì chưa đến 200kg, dễ dàng đun dắt ở trong mọi điều kiện. Cụ thể là trong những đoạn đường hẹp thì cũng khá là dễ dàng. Tiếp theo là về chiều cao, thì nếu như bạn cao khoảng độ 1m65 đến 1m7 là đã phù hợp để điều khiển chiếc Ninja 300 này rồi. Tiếp theo nữa đó là về cảm nhận khi mà khởi động máy. Thì đây là một chiếc xe mà có khối động cơ mạnh mẽ, tuy nhiên thì âm thanh khá là hiền nếu như mà sử dụng nguyên bản. Thế nên là bạn Tuân đã thay bởi một chiếc bô khác để cho cái cảm giác là mạnh mẽ hơn và gây chú ý hơn. Nếu như mà đi trong đoạn đường đô thị thì tiếng bô này không phù hợp bởi vì nó khá là gắt và gây khó chịu với những người xung quanh. Ngược lại với âm thanh của bô mà bạn Tuân thay đổi thì lại phù hợp với những đoạn đường như là đoạn đường cao tốc hay là những đoạn đường đi xa, đi phượt để gây chú ý cũng như là tạo cảm giác phấn khích hơn cho người lái. Tiếp theo, đó là khi bạn đã điều khiển xe rồi thì việc bứt tốc của chiếc xe này chưa được mạnh mẽ cho lắm. Nếu như là bạn là một người thích vụt tốc một cách nhanh chóng thì Ninja 300 lại chưa đáp ứng được. Nhưng với những người mới chơi thì ở phân khúc dòng trung, Ninja 300 lại đáp ứng được về tính năng an toàn bởi vì nó tăng tốc từ từ, không cho cái cảm giác giật và bạn sẽ dễ dàng là chinh phục và điều khiển hơn. Về thiết kế của chiếc xe, thứ nhất ở phần đầu xe thì đồng hồ được thiết kế ở dạng analog và đồng hồ điện tử để thể hiện vòng tua máy cũng như là những thông số kỹ thuật về tốc độ hay là mức độ tiêu hao, tốc độ di chuyển, thì bạn có thể dễ dàng kiểm soát được việc điều khiển xe của mình. Hai cái gương hậu khá to, bạn có thể là quan sát được ở phía sau một cách an toàn nhất. Với cảm giác ngồi thì Ninja 300 cho cảm giác là ngồi khá là thoải mái, không bị mỏi bởi vì thiết kế yên xe không quá dốc, không bị trôi tuột về phía trước. Tay lái của Ninja 300 cao, khiến cho bạn có cái cảm giác là bạn ngồi nó không bị quá là chúi về phía trước thì sẽ không bị mỏi trong những cái đoạn đường dài hay là đoạn đường đô thị. Nếu như so sánh ở trong phân khúc 300 phân khối thì Ninja 300 sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chiếc R3 của Yamaha. Nếu như R3 có một cái ngoại hình đồ sộ và nhìn thì có vẻ lớn hơn, mạnh mẽ hơn và bứt tốc cũng khá là nhanh, thì Ninja lại là một chiếc xe tăng tốc một cách từ từ, phù hợp với những người mới chơi. Tuy nhiên đi trên những đoạn đường xa và thể hiện ở những tốc độ cao thì có thể là Ninja 300 sẽ ghi điểm. Nhìn chung thì trong phân khúc 300, Ninja 300 sẽ là một cái sự lựa chọn với những người mà mới chơi, với túi tiền tương đối vừa phải, khoảng độ trên 170 triệu thì bạn sẽ có thể lựa chọn Ninja 300 cho bản thân mình. Tôi thân mến, đầu tiên thì cảm ơn bạn đã cho tôi được trải nghiệm chiếc Ninja 300 của bạn.
Đúng như bạn chia sẻ thì cảm giác khi mà ngồi trên chiếc xe này rất là thoải mái và tư thế không bị mỏi như là điều khiển những chiếc sport bike khác. Tuy nhiên thì trong phân khúc 300 này thì có thể nói là Ninja 300 là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của R3 hãng Yamaha. Bạn đã đi R3 chưa? Mình chưa có cơ hội đi R3. Nhưng mà có tìm hiểu về nó không trong phân khúc 300? Mình cũng có tìm hiểu qua về R3 lúc mới mua xe. Chắc hẳn là bạn cũng đã đọc được những sự so sánh của một vài người khi mà so sánh giữa hai con xe này chứ? Có, tôi cũng có đọc được rồi mà. Vậy thì thông qua cái việc bạn tìm hiểu về chiếc R3 cũng như là Ninja 300 của bạn thì bạn thấy hai chiếc xe này có những cái điểm nào khác nhau? Nói về phần an toàn thì Ninja 300 vượt trội hơn vì Ninja 300 có phanh ABS, còn R3 không có. Còn về sức mạnh thì R3 sẽ vượt trội hơn Ninja 300 về nước đầu. Tuy nhiên với nước hậu thì Ninja 300 lại ăn. Bây giờ quay trở lại với cá nhân bạn, chúng ta đã nói khá là nhiều về xe rồi, bây giờ nói về bạn. Thì công việc cuộc sống của bạn hiện tại thì bạn đang học hay là làm việc ở đâu? Tôi hiện giờ đang là sinh viên của trường giao thông vận tải. Tại ngôi trường bạn đang học thì bạn theo học chuyên ngành gì? Mình học chuyên ngành xây dựng cầu đường ô tô sân bay. Cụ thể thì ví dụ bạn học như thế bạn có nhận định như nào, ví dụ những cái cung đường bạn đi là những đoạn đường ở Việt Nam nó có phù hợp cho mô tô chưa? Để mà nói về đường phù hợp cho mô tô thì ở Việt Nam hiện giờ vẫn còn khá là ít. Đường Việt Nam cũng chưa hẳn là tốt để cho mô tô có thể chạy được đúng với sức mạnh của mình. Thế nên là để mà chạy được đúng với sức mạnh mà ấy thì chỉ có vào cao tốc thôi. Mà hiện giờ thì Việt Nam chưa thông hành qua đạo luật cho mô tô chạy vào cao tốc. Một vài người mới chơi xe, mới điều khiển xe côn tay họ cũng chia sẻ là họ hay đi ví dụ như là Hà Giang, Mộc Châu hay là ví dụ Tam Đảo gần chẳng hạn thế, Ba Vì. Bạn đã đi những cung đấy chưa? Về những đoạn, về những địa điểm bạn vừa nói trên thì tôi được trải nghiệm mỗi Tam Đảo thôi. Bạn đánh giá tính vận hành của Ninja 300 trên cái đoạn đường đấy như nào? Ninja 300 này đi trên đường Tam Đảo điều khiển rất dễ dàng, không có gì là khó khăn cả. Vì từ việc ôm cua, việc đổ đèo, mọi thứ đều rất dễ dàng đối với người điều khiển. Có khi nào bạn phải gặp phải những cái thử thách trên đường, ví dụ vật cản này, trơn trượt này? Cho đến giờ tôi chưa gặp một thử thách nào gọi là quá khó khăn cả. Thế còn về phần bảo dưỡng xe thì sao? Bạn đi xe bạn cũng phải tìm hiểu về nó chứ. Bạn có cái kinh nghiệm nào để chăm sóc chiếc xe của mình không? Thì theo cứ sau mỗi tour về thì mình lại căng lại xích. Sau đó là rửa xe toàn bộ rồi kiểm tra xem dầu xe xiết thế nào, phanh tiếc ra sao. Chỉ là những thứ cơ bản thế thôi nhưng mà chiếc xe của bạn sẽ bền hơn và mạnh mẽ hơn, đúng không? Bây giờ trong chương trình thì chúng tôi cũng có một cái phần tư vấn thêm là những cái kinh nghiệm cụ thể hơn nữa để bạn có thể là chăm sóc xe của mình ở trên những cung đường dài, và chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tư vấn xe ngày hôm nay, Quang Đạo xin được chia sẻ với quý vị và các bạn một số lưu ý để bảo dưỡng xe trên những cung đường dài hoặc tham gia phượt. Cụ thể như sau. Thứ nhất, bơm bánh xe trước và sau đúng áp suất. Việc bơm bánh xe đúng áp suất sẽ giúp cho xe vận hành một cách trơn tru, không bị sóc và ít bị dính đinh. Nếu như lốp xe quá căng sẽ khiến cho lốp bị nứt hoặc tăng độ sóc cho xe. Nếu như lốp bị thiếu hơi sẽ dễ bị dính đinh hoặc hư vành. Lưu ý thứ hai là cần phải thay nhớt đầy đủ cho máy. Việc thay nhớt đầy đủ cho máy sẽ giúp cho xe có một sức mạnh đủ để vượt qua những thử thách ở phía trước. Và thường thì sau mỗi 2.000 km bạn nên thay nhớt một lần, hoặc nếu tiết kiệm thì tối đa là 4.000 km, không nên vượt qua ngưỡng này. Ngoài ra để tránh quá tải cho động cơ thì cứ 100 km bạn nên dừng nghỉ 10 phút. Lưu ý thứ ba, bôi trơn nhông xích sau mỗi 500 km. Việc bôi trơn nhông xích giúp cho xe vận hành một cách trơn tru cũng như bảo vệ cho bộ nhông xích của xe. Lưu ý thứ tư là kiểm tra đèn pha, đèn xi nhan và đèn chiếu hậu. Nếu như thiếu một trong những loại đèn này khi bạn tham gia những cung đường dài hoặc tham gia phượt sẽ rất nguy hiểm. Lưu ý thứ năm cũng là lưu ý cuối cùng, vệ sinh lọc gió. Thường thì chúng ta thực hiện vệ sinh lọc gió trong khoảng từ 15.000 đến 20.000 km để đảm bảo xe không bị thiếu gió, gây hao xăng và yếu máy. Nếu như bạn đã kiểm tra và thay lọc gió gần đây thì không cần kiểm tra lại. Nhưng nếu từ trước đến nay bạn chưa lưu ý về việc này thì hãy ngay lập tức kiểm tra, thay thế hoặc vệ sinh lọc gió. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin trong phần tư vấn xe cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Và thay cho lời cảm ơn từ chương trình, xin được gửi tặng bạn Tuân món quà từ nhà tài trợ. Cảm ơn bạn và chương trình. Quý vị và các bạn muốn xem lại chương trình hãy truy cập vào website xevaphongcach.net. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
những chiếc xe này chỉ là phương tiện, bạn chính là tài sản vô giá. Hãy lựa chọn an toàn cho chính bạn, người thân và cộng đồng. Euromina, chuyên gia lắp xe ga. Mời quý vị và các bạn hãy truy cập website xe và phong cách.net để cập nhật thông tin về nhân vật tham gia trong chương trình xe và phong cách hàng tuần, khám phá những chiếc xe độc tại Việt Nam và tham gia đăng ký nhận quà tặng từ nhà tài trợ Kasumina.